Thưa quý vị, theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, Việt Nam có 12 triệu hectare đất ngập nước. Vùng đất này có hệ đa dạng sinh học hết sức phong phú và là khu vực dễ bị tổn thương bởi sự phát triển kinh tế xã hội quá mức, ô nhiễm môi trường và khai thác tận diệt. Vâng, và để bảo vệ vùng đất ngập nước thì Việt Nam đã và đang nỗ lực trong xây dựng hệ thống thể chế, chính sách, cũng như triển khai bảo vệ bằng những hành động thực tiễn. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực ASEAN và thứ 50 trên thế giới chính thức tham gia công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt là nơi cư trú của các loài chim nước, công ước Ramsar. Sau khi trở thành thành viên của công ước Ramsar, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm thực hiện các nghĩa vụ mà công ước quy định. Cho đến nay, Việt Nam đã ban hành hơn 10 văn bản có những quy định trực tiếp về đất ngập nước. Trong thời gian vừa qua thì Đảng và Nhà nước cũng đã quan tâm đến cái lĩnh vực bảo tồn và đa dạng sinh học, trong đó đặc biệt là được quy định trong các cái văn bản cụ thể như luật đa dạng sinh học 2008, văn bản hợp nhất của luật đa dạng sinh học 2018 và luật bảo vệ môi trường năm 2020, cũng như các cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành trong cái giai đoạn vừa rồi đã được nêu ra các cái chủ trương liên quan đến giải pháp chính sách để phát triển bền vững bảo tồn đa dạng sinh học trên phạm vi toàn quốc. Còn đối với công tác truyền thông thì hàng năm Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có các cái định hướng cụ thể liên quan đến tuyên truyền bảo vệ môi trường nói chung và bảo tồn đa dạng sinh học liên quan đến đất ngập nước nói riêng, đặc biệt là lồng ghép các cái giải pháp truyền thông cụ thể vào các cái ngày như ngày đất ngập nước thế giới, ngày đa dạng sinh học thế giới, ngày môi trường thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Để thực thi những chính sách pháp luật hiệu quả trong việc bảo vệ và phát triển bền vững vùng đất ngập nước, Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đã thực hiện đúng theo 3 nguyên tắc cơ bản. Đó là nguyên tắc tiếp cận hệ sinh thái, bảo đảm duy trì toàn vẹn cấu trúc, chức năng, đặc tính sinh thái và đa dạng sinh học của vùng đất ngập nước. Tăng cường vai trò, sự tham gia của cộng đồng dân cư sinh sống trên, xung quanh vùng đất ngập nước và các bên liên quan trong bảo tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước. Đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng, hợp lý về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên liên quan trong việc sử dụng dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước. Tiếp cận và triển khai những nguyên tắc này, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sinh kế mới, sinh kế thay thế cho người dân địa phương. Có chính sách di dân ra khỏi vùng lõi khu bảo tồn, định hướng phát triển du lịch sinh thái và chăn nuôi vùng đệm để xóa đói nghèo. Từ đó hình thành một số mô hình bảo tồn và quản lý đất ngập nước dựa vào cộng đồng. Trên địa bàn huyện Tân Phú thì có rất là nhiều khu đất ngập nước nhân tạo, không nhân tạo. Rồi trong đó có một cái khu đất ngập nước có vai trò quan trọng quốc tế là khu Ramsar Bầu Sáu. Mình nói ở góc độ theo cái định hướng chung phát triển của tỉnh và của địa bàn Tân Phú là đang định hướng phát triển du lịch. Thì qua đó quảng bá hình ảnh vừa tương tác phát triển du lịch, vừa nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở địa bàn, ở huyện Tân Phú cũng rất là lớn. Hiện tại mình nói nôm na chứ đi đâu nhắc tới Bầu Sáu hoặc là rừng quốc gia, người ta đều nhớ tới ở địa bàn ở huyện Tân Phú và dần dần cái ý thức trách nhiệm và cái tương tác qua lại phát triển kinh tế và ý thức về bảo vệ môi trường nhất Bầu Sáu cũng rất là lớn. Trong cái quản lý bảo tồn sử dụng vùng đất ngập nước Ramsar Bầu Sáu với vườn quốc gia Cát Tiên thì thời gian qua thì chúng tôi thực hiện cái việc phối hợp với chính quyền địa phương trong cái công tác tuyên truyền đối với người dân, đối với du khách trong cái để mà phát huy cái giá trị của các vùng đất ngập nước này. Chúng tôi cũng đã phối hợp với địa phương để tổ chức các cái hoạt động sản xuất cho bà con, tạo cái trước đây thì chúng tôi thực hiện cái thí điểm cái mô hình là làm cái kênh tưới cho cái vùng bà con ở đất lua để kênh thủy lợi cung cấp nước tới với bà con, thì qua cái triển khai thực hiện mô hình này rất hiệu quả cái trong cái phát triển thay đổi cơ cấu cây trồng của bà con để mà từ sản xuất lúa phụ thuộc vào cái nước tự nhiên, sau đó thì có cái kênh thủy lợi tới thì bà con chuyển sang trồng bắp mà thâm canh tân vụ, thì cái thay đổi cái thu nhập, cải thiện đời sống bà con rất lớn. Rồi tôi thực hiện cái hỗ trợ địa phương trong cái thực hiện cái mô hình du lịch cộng đồng
để mà phục vụ cái nhu cầu khách đến tham quan cũng như cải thiện cái thu nhập cho người dân tham gia, rồi cái tạo cái quỹ sinh kế cho người dân. Không chỉ riêng vườn quốc gia Cát Tiên, thời gian qua đã có nhiều mô hình bảo tồn và quản lý đất ngập nước dựa vào cộng đồng hiệu quả được xây dựng ở các địa phương. Có thể kể đến mô hình quản lý rừng ngập mặn ở xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh, bảo vệ rừng dứa nước tại Cẩm Thanh, Quảng Nam, đồng quản lý và chia sẻ nguồn gen ở các vườn quốc gia và khu Ramsar Xuân Thủy, Nam Định, Tràm Chim, Đồng Tháp, mô hình đồng quản lý vườn quốc gia U Minh Hạ thông qua việc cho phép cộng đồng và trồng cây ăn quả xung quanh vườn, đồng thời gắn với trách nhiệm bảo vệ các hệ sinh thái trong vườn, góp phần giữ gìn các giá trị đa dạng sinh học tại đây. Đây là những tiền đề quan trọng để tiến tới thực hiện thành công kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030 mà Chính phủ đã ban hành vào cuối năm 2021 vừa qua.